kết cho mình các bạn đến mục đích khác của mình ha. Hôm nay mình chỉ muốn nói là sau hơn 1 năm sử dụng á, mình đã bán con lens Sigma 2870 f/2.8 rồi. Đó là một trong những con lens đa dụng mà giờ gần như là anh em nào mà chơi Sony cũng sẽ nhắm tới ha. Tại vì thứ nhất là nó rẻ và nó ngon, nó có đi một dải khẩu lớn tất cả luôn. Nó sẽ rẻ hơn 1/2, 1/3 so với 2470 GM của Sony ha. Có nghĩa là nếu như mà anh em nào mà làm nghề mà chơi những con Sony full frame á, thì thường lúc nào cũng sẽ có một mua Tamron 2875 f/2.8 hoặc là Sigma 2870 f/2.8. Thì sau hơn 1 năm sử dụng, mình đã bán nó đi rồi. Mình nhận ra là cái nhu cầu của mình đó là cái con đó không đủ đáp ứng được và chuyển sang một combo khác. Vẫn là body đó thôi, nhưng mà ý là mình đổi lens á. Mình đổi sang cái combo lens mà mình thấy là quá hợp lý trong cái nhu cầu của mình hiện tại. Đây là Sigma 2870 mà hôm nay mình sẽ đẩy đi nè. Đẩy sang một con wide hơn. Con này thì xài cũng hơn 1 năm rồi. Khen che cũng có, nhưng mà tới lúc rồi. Đổi sẽ có lens phù hợp với nhu cầu hơn. Ok, mình đã quay lại rồi đây. Và con lens mình đổi sang chính là con Tamron 2040 f/2.8. Đây là một tiêu cự mà mình sẽ vừa có góc wide lên tới 20mm và 40mm là gần với lại tiêu cự chụp chân zoom nhất. Có nghĩa là nó là một cái lens đa dụng mà mình nghĩ là trong cái dải rất là lạ. Chứ nghĩ là trước giờ chưa từng có cái combo lens nào mà dải 20-40-2.8 nha. Nhưng mà sau khi mình test thử các nhu cầu của mình thì mình thấy cái nhu cầu mình rất là hợp với cái dải tiêu cự này. Vô đây là hình ảnh trực tiếp từ con Tamron 20-40, chưa có qua chỉnh màu, chỉnh sửa gì hết. Tiêu cự là 20-40 nha, bây giờ mình chuyển sang 20 nè. Wow, mình thấy 20 rất là rộng đúng không? Cái khoảng cách mình đang cầm á là chỉ cỡ cái tay mình duỗi ra cỡ 2/3 thôi, và mình thấy được cái nội dung không gian nhiều hơn so với trước đây. Trước đây mình ở 28 á là nó cỡ như đây nè, nó bị hẹp quá, cận cái mặt mình quá, mà bây giờ mình có cái room cho 20mm rộng hơn rất là nhiều. Mình có thể đi nói chuyện cái kiểu mình show được phía sau nhiều hơn, hay là khoe những con máy thiết bị á thì nó rõ ràng hơn, chứ không phải bị gom quá cái mặt mình, tại vì biết cái mặt mình xấu mà. Cho nên là mình chỉ muốn cho bạn coi cái nội dung xung quanh thôi. Nhưng mà trước khi nói về con lens mới thì nói một chút về con Sigma đã. Review sau gọi là nhiêu ta, hơn 1 năm sử dụng cái con Sigma 2870. Trước thời gian đó thì mình chỉ có xài 2470 GM1 thôi. Tại vì một số lý do thì không còn nữa. Thì nói về Sigma thì nó thực sự thì nếu bây giờ mà chấm điểm lại ha, thì mình chỉ cho nó là 6/7/10 thôi, không thể đạt quá cao được. Cái con Sigma 2870 đó nó rất là nhỏ gọn, tính ra là nó nhỏ gọn nhất trong những cái con lens mà dải 28-70 mà có khẩu 2.8 ha, như là khẩu 28 tàn dải đó. Nó rất là nhỏ gọn, dùng để đi du lịch cũng hoàn hảo luôn, và nó nhẹ hơn nhiều so với việc mà nhẹ và mặt cả cân nặng lẫn như tiền bạc so với việc mà bạn đầu tư 24-70 Sigma f/2.8. Con đó thì có cấp 24 rộng hơn rất là nhiều, nhưng mà cái độ nặng của nó khiến bạn mà mang đi chụp dịch vụ hay mang đi du lịch đó là một kiểu một cực hình. Con lens nó quá to nặng không cần thiết, và cái dòng 24-70 á, series đầu còn bị bụi vô nữa. Thế nên mình ban đầu mình skip hẳn cái dòng 24-70 của Sigma luôn và nhắm thẳng trực tiếp tới con 28-70 f/2.8 của Sigma. Và về thiết kế rồi build hay nọ, ok, cũng khá là ngon. Nó xài filter 67 nên mình xài rất là nhiều filter với nó được. Nhưng mà chất lượng hình ảnh ha, nó có quá nhiều vignette luôn và bị méo rất là nhiều. Ở tiêu cự 28 của nó sẽ có xuất hiện vignette nha. Vignette là những cái viền đen xung quanh á, và cái độ méo nó siêu lớn luôn. Cho dù là mình đẩy ở tiêu cự 70 hay là 28 á, nhất là trong chụp á, thì méo rất là nhiều. Bên studio của mình lúc mà coi ảnh mà chụp truyền thống á, thì nhận xét là ảnh méo nhiều quá, méo hơn so với những con khác cùng level. Cụ thể là ví dụ như là Tamron 2875 f/2.8, còn đó
không hề méo tí nào ha, không đến gọi là đáng kể trong hình á. Và mình đã cập nhật firmware cho cái lens 28-70-28 rồi, Sigma đó, nhưng mà nó vẫn không có cải thiện cái dù méo được. Cho nên là sau khi suy đi tính lại thì mình nghĩ là cái góc 28 á, nó thật sự khá là hẹp chương trình dịch vụ, với lại là nó còn bị méo nữa, là mình đang đánh đổi rất là nhiều. Thì bây giờ nếu mà mình có nhiều option nhìn xung quanh á, thì mình thấy là có 20-70 Sony GM1, nhưng mà con đó thì bây giờ nó quá cũ rồi, nó outdate về tất cả so với những gì là lên cùng tiêu cự, cùng với giải tiêu cự rồi. Chất lượng có thể đẹp ha, nhưng mà về khả năng lấy nét rồi build rồi công nghệ, cũng như việc là những cái con mà 24-70 GM1 của Sony rất là dễ bị tụt zoom á, chuyên môn bị lung cái vòng zoom bị tụt á, cho nên là thôi giờ mua cũ á 26-25 triệu, có khi 29 triệu luôn là cái giá rất là cao, nhưng mà mình lại nhận lại đồ cũ như thế thì rất là phí tiền, và nó cũng to nặng nữa, không có hợp với nhu cầu của mình là có thể dịch vụ lẫn đi du lịch được. Cho nên là mình sẽ cân nhắc xem những cái lựa chọn mà gọn nhẹ hơn, thì có 24-70 F4 cũng là một lựa chọn rất là ngon, nhưng mà cái tỷ lệ những cái con đó là có bad copy á, bị lỗi rất là nhiều, không ngon. Mặc dù nó rẻ tầm 7-8 triệu á, mình có thể cân nhắc sau này nếu mình mua một con về để so chọn xong với cái tiêu cự này, tiêu cự con len này nè. Nhưng mà trước mắt thì nó lại chỉ có hồi F4 thì nó giới hạn một số thứ với mình quá. Rồi nhìn sang thì có 24-70 Sigma, không quá to nặng nên mình đã loại bỏ rồi. Và Tamron 28-70 G2, đó là một cái lựa chọn cũng mình thấy cũng đáng suy nghĩ ha. Thì chất lượng của G2 của Tamron sẽ ngon hơn, nhưng cái vấn đề là cái góc của nó vẫn là góc 28. Góc 28 mình không thể vlog với bản thân mình được, cầm tay nó rất là hẹp, nó khá là cận mặt mình với góc 28. Cũng như là mình chụp dịch vụ á, 28 không lấy được hết mọi người, chưa kể là rất là nhiều không gian hẹp á. 28 mình chỉ chụp được loanh quanh đâu đó cỡ gom một lần 7-8 người quay trở lại thôi, chứ không thể nào chụp hết tất cả mọi người được. Cho nên suy cho cùng là cái góc 28 là cái góc kiểu như là chống cháy ban đầu thôi, chứ mà kiểu ngoài thực tế, ngoài sử dụng thực tế thì cái góc 28 nó giới hạn cực kỳ lớn luôn. Bạn phải từ góc 20-24 á, không cần đến mức mà tới 18-16mm full frame đâu. 20-24 là một cái giải rất là hoàn hảo cho các bạn nhu cầu kiểu chụp từ cảnh cho tới truyền thống vẫn quay vlog ha. Ở tiêu cự 20mm á, thì mình thấy là trước giờ á, hoặc là mình chơi toàn 24 hoặc là 16mm thôi là rộng hơn, hoặc 24 thôi. Mình cũng đã cân nhắc rất nhiều, không biết là liệu cái 20mm này bị lỡ cỡ quá hay không. Nhưng mà hiện tại nha, tính hiện tại mình thấy là cái tiêu cự 20 này rất là ngon, nó đủ xài luôn. Nó rộng vừa đủ nha, không bị quá rộng, không bị méo hình, không còn có bị vignette hay cái gì hết. Nó rất là ngon. Rất là khen Tamron trong cái ra cái con lens này ha. Mình thấy là review con này hơi ít ở Việt Nam mình, thì mình muốn là mình sắp tới mình sẽ chuyên sâu review kỹ hơn về con này, từ chất lượng hình ảnh tới quay video. Và trước mắt thì cho nó ở điểm chính trước nha, từ từ mình sẽ chấm điểm lại sau. Sau tất cả mình suy đi tính lại á, thì đồng thời Sony có ra còn 20-70 F4 là nó hoàn hảo cái giải tiêu cự từ 20-70 rất là hoàn hảo ha, là mình đều có siêu rộng và zoom luôn. Nhưng mà cái điều nó mới quá, còn nó mới ra nên mình chưa biết review lên nhiêu, review ra sao, và tại vì nó là khẩu F4 nữa, mình cũng cân nhắc rất là nhiều. Nên suy đi tính lại thì mình thấy trước mắt bây giờ mình sẽ mua một con Tamron 20-40 này, tiêu cự thế này, 20-40mm f/2.8, một tiêu cự vàng đối với mình luôn. Tại vì hiện tại mình có cái lens 85 rồi, cho nên bây giờ 20-40 sẽ cover cho mình là từ góc toàn nè, góc siêu rộng nè, đến cỡ góc chung 40mm. Và nếu mình còn cận hơn thì mình đã có lens 85 của mình rồi. Đó, thì đây là một lựa chọn hoàn hảo, mình có thể cầm quay vlog mà không bị quá hẹp, nó vẫn đủ rộng ha. Và cái 20mm á, nó hay ở chỗ là ví dụ mà bạn chụp lẫn quay á, nó không quá rộng đến mức mà nó biến dạng những cái không gian xung quanh. Nếu bạn chụp mà chụp người ở tiêu cự 16mm á, hoặc là 18mm, bạn sẽ thấy là tất cả những cái cảnh xung quanh nó sẽ cái phần rìa, những người đứng phần rìa sẽ bị méo, mặt dài ra, tay dài ra, nhìn rất là kỳ. Thì khoảng mà 20-40mm nó cho cái cảm giác mà nó thật nhất, bình thường nhất. 28 thì hẹp quá rồi, cho nên thì sau cùng mình đã chốt 20-40 f/2.8. Và mình đã có thời gian sử dụng nó chỉ mới được có khoảng 4 tiếng thôi, về mặt quay phim ha, về khả năng lấy nét của nó, wow, thật sự là nhanh ha, không biết cảm giác ao nét là gì luôn, kể cả khi mình dùng khẩu 2.8.
Và cái phòng zoom của nó nè, bạn nhìn nè, nó rất là mượt. Mình nghĩ là mình cũng sẽ dán cái skin của nó sớm thôi, 20-40. Tại vì cũng xài là Phi 67 á, cho nên là mình xài được tất cả các filter trước giờ của mình, từ ND filter đến cả những cái filter bảo vệ ha. À, bạn nhìn nè, bây giờ khi mình gắn con 20-40 này lên á, là cái chiều dài của cái lens của mình nó rút ngắn đi còn cỡ 2/3 hoặc là 1/2 gì đó. Nó ngắn hơn đáng kể luôn và nó nhẹ hơn rất là nhiều so với cái con 28-70 Sigma cũ. Mặc dù cái con 28-70 đó là tính ra là nó nhẹ trong cái dải đó rồi á, nhưng mà mình cảm thấy mang đi vẫn khá là nặng ha. Giờ qua cầm con này thì nó nhẹ hơn hẳn luôn. Cái này sẽ khiến cho mình việc mà mình đi du lịch đó, thì với cái lens này là chùm luôn. Mình sẽ có thể chụp cảnh được, chụp chân dung được, với tiêu cự 40 được luôn. Và cái độ gọn nhẹ của nó không có làm ảnh hưởng đến cái trải nghiệm du lịch của mình, cũng như là việc mình cầm vlog á, bây giờ sẽ là gọn nhẹ hơn cả tỷ lần luôn. Và mình có góc rộng, cái góc 20 mình cần ha. Thực ra thì mình cũng cân nhắc rất là nhiều á, suy nghĩ nhiều, kệ YouTube coi clip review con này, tính toán cũng khá là lâu rồi mới đi đến kết luận là chốt con này. Và hiện tại thì không có gì để chê về mặt hình ảnh, màu sắc cũng như là gọi là sao vậy, cũng như là khả năng AF cái kiểu á, nó đều quá ngon đi. Nó khiến mình nghĩ là đáng lẽ mình phải chốt con này sớm hơn ha. Một cái điều mà mình thấy rất là hay, mình nhận thấy khi mà đầu tiên lắp con lens này vô á, bạn thấy mình tốn rất nhiều sức để gỡ ra đúng không? Gắn vô cũng vậy luôn. Khi mà mình gắn vô á, là mình nhận ra là tại vì mình thường xuyên tháo gỡ lens rất là nhiều, nhất là những con lens Sony á, thì cái việc tháo gỡ rất là nhanh và gọn và dễ dàng. Còn với con này nè, mình muốn dặn vô mình phải dùng lực. Bạn không nghe thấy cái cạch đúng không? Tại vì nó để mình làm lại cái bạn coi nè, nó quá chặt đi nè. Đó, phải dùng rất là nhiều lực nó mới vô sát được. Lý do là tại vì á, cái phần kết nối giữa ngàm body với lens này á, nó có một lớp cao su, theo mình nghĩ là vậy, có một lớp cao su để nó chống nước, chống bụi hoàn toàn á, cho nên nó sẽ có lớp cao su nó khiến cho nó giặt hơn với body, gần như là chống chịu thời tiết á. Tại vì body và Mark 3 của mình là vốn dĩ là đã có weather seal rồi, thì lens có thêm weather seal nữa là một điểm cộng rất là lớn, lớn hơn so với con Sigma kia ha. Và bạn, nếu bạn thắc mắc là cái cổng tai xiên ở đây có chống nước hay không á, thì phía hãng có trả lời cái cổng này cũng chống nước luôn nha. Cho nên mình đang gắn một combo hiện tại là mình sẽ tự tin hơn nhiều trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ví dụ như là mưa, gió, cát, bụi ngoài trời á, nghĩa là mình không tháo len ra thì chỉ cần combo này sẽ cân được mọi thứ á. Rồi ok, đó là giải thích lý do tại sao mình chuyển từ con Sigma 28-70 sang con này. Thì nếu mà chấm điểm nha, mình vẫn đánh giá lại là cái con Sigma 28-70 chỉ được 6-7 điểm thôi. Nếu mà được chọn là ngày xưa chắc mình sẽ chọn con Tamron, Tamron G2 nha, không có chọn Tamron G1. Tamron G1 nó chỉ được cái rẻ thôi, chứ mà mình thấy kiểu từ màu sắc với bokeh của nó cũng không ngon. Nếu các bạn nào mà chọn con lens cái dải tiêu cự từ 24-70 đầu tiên á, thì mình nghĩ các bạn nên chọn một á là 24-70 F4 của Sony, mua cũ tầm 7-8 triệu, hoặc là chơi hẳn con Tamron 28-70 G2. Còn khi mà bạn cảm thấy an toàn với hệ lens bạn đang có rồi á, thì chơi 20-40 như mình. Bạn có một cái lens khác, góc tele để cover cho cái trường hợp đó rồi. Ok, clip mình cũng nay tới đây thôi. Mình sẽ có thời gian sắp tới sẽ review xuất hiện hình ảnh nhiều hơn về cái con Tamron này, để review chi tiết hơn. Con Sigma kia mình xài cũng hơn 1 năm, nghĩa là cũng hết bảo hành rồi đó. Xong rồi rất kêu hút rồi, chuyển qua một con mới. Mình ít khi đổi lens lắm, nhưng mà một khi mà mình đổi lens thì mình nhắm tới cái nhu cầu và cũng cân nhắc rất là nhiều với skill nó xứng đáng hay không. Mình muốn đổi lens con này thì mình nhắm là mình sử dụng lâu dài hơn một tí, chứ không phải là đổi lens xong vài tháng rồi đổi con khác nữa. Mình đọc thì cấu tạo con này cũng khá là gắt ha, cũng khá là xịn ha. Với lại Tamron thì cũng quan hệ tốt với lại Sony nữa, nên mình nghĩ là kiểu như là chất lượng hàng hãng thì gần như là hàng hãng thì nó cũng ngon hơn. Rồi, mình sẽ review kỹ hơn về con này trong thời gian sắp tới nhé. Ok, clip của mình hôm nay tới thôi. Cảm ơn các bạn đã coi clip này nhé.